Thưa quý vị, vào cuối giờ chiều ngày hôm qua mùng 3 tháng 1, vũ trường King Night Club ở số 360 đường Cách mạng tháng 8, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa đã bị sập. Đáng chú ý là sự cố này xảy ra chỉ vài giờ trước khi vũ trường mở cửa trở lại sau thời gian tu sửa. Sau khi đã hoàn tất công tác cứu hộ vào trưa ngày hôm nay, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức họp báo thông tin chính thức về vụ việc. Theo đó, vụ sập vũ trường đã làm một người tử vong, có 3 công nhân bị thương nhẹ, 5 người bị gãy tay, chân và chấn thương vùng đầu. Đến sáng nay, tất cả các nạn nhân đã ổn định tinh thần, sức khỏe đã qua cơn nguy hiểm. Cũng tại buổi họp báo, nhiều phóng viên phản ánh việc uy hiếp và đe dọa đập máy khi mà tác nghiệp tại hiện trường vào tối ngày 3 tháng 1. Không chỉ phóng viên mà cả công an và người dân đứng quanh hiện trường cũng bị nhóm này hành hung. Trước thông tin này, ông Nguyễn Tiến Phương, trưởng ban tuyên giáo thành phố Bà Rịa cho biết đang phối hợp với công an để làm rõ. Cũng trong khuôn khổ buổi họp báo, phóng viên liên tục đặt câu hỏi về giấy phép xây dựng và sửa chữa của vũ trường, công tác khắc phục hậu quả và điều tra các vi phạm trong xây dựng, thi công khiến vũ trường bị sập. Tuy nhiên, đại diện thành ủy cho biết hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ và sẽ thông tin đến báo chí khi có kết luận điều tra. Trước đó, một số công nhân làm việc tại đây cho biết thì mấy ngày trước, các công nhân nhận thấy một số mối hàn của công trình còn hở miệng nên đã chụp ảnh lại gửi cho chủ vũ trường để chuyển nhà thầu thi công yêu cầu sửa chữa. Và được biết là chủ vũ trường là ông Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1981, trú tại phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa. Vũ trường hoạt động dưới sự điều hành của công ty Thiên Long Phát.